để chuẩn bị cho giải U23 châu Á 2020. Việt Nam đã tập trung từ ngày 14 tháng 12. Sau 8 ngày tập huấn ở Hàn Quốc, đội đã trở về thành phố Hồ Chí Minh hôm 22 tháng 12. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho các học trò xả trại 3 ngày trước khi bắt đầu bước vào tập luyện chiến thuật vào hôm 25 tháng 12 trên sân Thống Nhất. Đội dự kiến có 5 ngày tập luyện tại đây để làm quen với thời tiết nắng nóng tương tự như Thái Lan. Về việc Đoàn Văn Hậu sẽ không tham dự cùng đội, ông Park Hang-seo tỏ ra không quá lo lắng. Ông nói: "Liên đoàn bóng đá Việt Nam và tôi đã ngỏ lời với câu lạc bộ Heerenveen, nhưng họ không đồng ý để Đoàn Văn Hậu trở về." Đội bóng của Hà Lan nói rằng họ cần cậu ấy trong giai đoạn sắp tới. Đương nhiên sẽ có những sự khác nhau giữa việc có và không có Đoàn Văn Hậu. Có cậu ấy, hệ thống phòng thủ của Việt Nam có lẽ sẽ chắc chắn hơn, khó thủng lưới hơn. Tuy nhiên, cậu ấy không về, đương nhiên chúng tôi cũng sẽ có những gương mặt phù hợp để thay thế. Tạp chí Mỹ Forbes đã công bố 10 vận động viên giàu nhất thập kỷ vừa qua. Floyd Mayweather đứng đầu danh sách này, biểu tượng quyền Anh kiếm được 950 triệu đô từ sự nghiệp trong 10 năm qua. Nếu chỉ tính bóng đá, những vị trí đầu tiên không ai khác thuộc về hai cầu thủ vĩ đại nhất từ trước đến nay là Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Họ cũng đang đứng thứ 2 và thứ 3 trong danh sách của Forbes. Ronaldo trong 10 năm đã kiếm được cho mình 800 triệu đô. Ngoài tiền thưởng thì siêu sao người Bồ có sức hút về truyền thông, quảng cáo và kinh doanh hơn, nên đã kiếm được cho mình nhiều hơn Messi 50 triệu đô. Ngôi sao của Barcelona xếp thứ 3 trong danh sách với 750 triệu đô la kiếm được. Barcelona đã vung tay quá tráng trong thị trường chuyển nhượng đầu mùa giải năm nay, khi đã chi tới 254 triệu euro để chiêu mộ 5 tân binh là Antoine Griezmann, Frenkie de Jong, Emerson, Neto, Cucurella và Junior Firpo. Trong số đó, họ chỉ thu lại được 150 triệu euro từ thanh lý một loạt cầu thủ, gồm cả việc sớm bắt lại Emerson và Cucurella. Điều này có nghĩa, ngân sách chuyển nhượng mùa này của Barca đã thâm hụt tới 129 triệu euro. Do vậy, đội bóng từ Catalunya buộc phải khoanh tay đứng nhìn hoặc chỉ bán mà không được mua ở thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại vào tháng 1 năm 2020. Việc tiếp tục thâm hụt ngân sách đã khiến cho tình hình tài chính của Barca trở nên eo hẹp. Mới đây, trang Courier Daily Sport đưa tin Erling Haaland đã chọn Juve là điểm đến tiếp theo của mình. Bài đầm già sẽ chi 30 triệu euro để có được chữ ký của thần đồng người Na Uy. Trang Gazeta dello Sport viết thêm, hai bên sẽ ký với nhau một bản hợp đồng kéo dài 5 năm. Haaland nhận mức lương 3,5 triệu euro cộng thêm các khoản thưởng. Nếu tin này là đúng sự thật, thì đây sẽ là một cú tát mạnh vào MU. Đội đã quyết tâm theo đuổi Haaland từ đầu mùa giải. Thậm chí, Haaland được cho đã đáp chuyến bay đến Manchester để ký hợp đồng. Ở chiều hướng ngược lại, tiền vệ Frankie de Jong đã gợi ý rằng người đồng đội cũ Matic De Ligt nên xem xét khả năng chuyển sang Barca để tái hợp với anh. De Ligt đã chọn Juve vào mùa hè vừa qua nhưng đang gặp khó khăn cho việc chiếm một suất đá chính. Theo Gazeta dello Sport, Inter Milan đang rất muốn chiêu mộ Arturo Vidal và sẵn sàng chi ra 12 triệu euro cho Barca để có anh ngay trong tháng 1. Tiền vệ người Chile từng là mục tiêu theo đuổi nhiều năm của đội bóng Italia. Tiền đạo Timo Werner đang được câu lạc bộ Chelsea nhắm tới trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. The Blue đang cần tìm người chia lửa với Abraham trong bối cảnh Oliver Giroud đang dục dịch đòi ra đi. Tờ Times Sport của Pháp loan tin Arsenal đang theo dõi tiền đạo Moussa Dembélé của Lyon trong bối cảnh mà Alexander Lacazette và Emerick Aubameyang đều đang đòi ra đi. Pháo thủ đang cần một người thay thế xứng đáng trên hàng không. Cầu thủ 19 tuổi Benjamin Davis thuộc biên chế của đội bóng Fulham sẽ trở về hội quân cùng U23 Thái Lan và đạt mục tiêu giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020. Mục tiêu chính của tôi là có mặt trong danh sách 23 cầu thủ cuối cùng tham dự vòng chung kết. Tôi muốn trở thành một phần quan trọng để giúp cho đội giành ngôi nhất bảng và tiến sâu vào chung kết của giải đấu. Đó sẽ là câu chuyện tuyệt vời nếu như Thái Lan giành quyền được dự Olympic. Fox Sports phiên bản Thái trích dẫn chia sẻ của Davis. Davis là cái tên nổi bật trong danh sách sơ bộ của U22 Thái Lan chuẩn bị cho SEA Games 30. Tại vòng chung kết U23 châu Á, Davis được kỳ vọng sẽ thay thế cho Bandia khi chân sút từng ghi bàn vào lưới UAE gặp chấn thương và đang trong giai đoạn hồi phục. Thái Lan nằm ở bảng A cùng với Iraq, Australia và Bahrain. Vòng chiến sẽ có trận giao quân gặp Bahrain vào 20h15 ngày 8 tháng 1.